Dennis Lynn Rader, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1945, là một trong những tên sát nhân hàng loạt tàn bạo nhất nước Mỹ. Dennis Lynn Rader, tên sát nhân hám danh và những dấu vết khoái cảm tại hiện trường. Dennis Lynn Rader, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1945, là một trong những tên sát nhân hàng loạt tàn bạo nhất nước Mỹ. Hắn đã bị buộc tội giết hại 10 mạng người ở quận Sedgwick, Kansas, Mỹ trong gần 20 năm trời từ 1974 tới 1991. Dennis còn được biết đến với biệt danh tên sát nhân BTK. BTK là ba chữ cái đầu của các từ tiếng Anh Bind, Torture and Kill, nhằm diễn tả cách thức sát hại nạn nhân bao gồm trói chặt, hành hạ và sát hại. Đó cũng chính là chữ ký mà tên sát nhân để lại trong những bức thư khoe khoang về tội ác mà hắn gửi cho cảnh sát sau mỗi lần gây án. Dennis Rader là con trai cả trong gia đình có 4 cậu con trai. Mặc dù sinh ra ở Pittsburgh, Kansas, hắn lại lớn lên ở vùng Wichita. Được biết, ngay từ khi còn nhỏ, tên sát nhân đã thường xuyên hành hạ động vật, nhưng nghĩ trẻ con hay nghịch ác nên mọi người cũng chẳng mấy quan tâm. Khi lớn lên chút nữa, hắn bắt đầu xuất hiện những biểu hiện lệch lạc về giới tính như trộm đồ lót của phụ nữ để thủ dâm và tự mặc. Từ năm 1966 đến năm 1970, Dennis phục vụ trong không quân Mỹ. Khi giải ngũ, hắn chuyển tới thành phố Park và làm việc tại quầy thịt của siêu thị Lakers IGA, nơi mẹ hắn làm kế toán. Sau đó hắn kết hôn với Paula Dees và sinh được 2 đứa con. Năm 1973, hắn lấy được bằng cao đẳng về ngành điện và được nhận vào làm ở công ty dịch vụ Anti với nhiệm vụ lắp đặt chuồng báo động. Đây cũng chính là thời điểm tên sát nhân lộ diện lần đầu tiên. Ngày 15 tháng 1 năm 1974, Rader sát hại 4 người trong gia đình Otero, một người con trai may mắn thoát chết vì về nhà muộn. Các nạn nhân đều có dấu hiệu bị bóp cổ và hành hạ cho tới chết. Sau khi gây án, Rader lấy đi một chiếc đồng hồ, một radio và để lại tinh dịch tại hiện trường. Không giống như những tên sát nhân khác phải thu mình để che giấu thân phận, Rader lại khao khát được nổi tiếng. Bởi vậy mà, tháng 10 năm 1974, hắn đã viết một bức thư mô tả lại quá trình gây án đối với gia đình Otero, rồi kẹp vào một cuốn sách trong thư viện công cộng để gây sự chú ý. Trong thư, Rader tự cho mình là kẻ điên bị quỷ dữ xui khiến giết người và muốn thiên hạ gọi hắn là sát thủ BTK. Trong hàng loạt vụ án mạng tiếp theo, diễn ra từ năm 1977 cho tới 1994, tên sát nhân tàn bạo đều lặp đi lặp lại cùng một chiêu thức bóc cổ nạn nhân, lấy đi một số đồ vật tại hiện trường gây án về làm kỷ niệm và gửi thư khỏe mẹ cho cảnh sát. Đặc biệt, tên biến thái còn để lại tinh trùng tại nơi gây án. Sau này khi bị bắt, tên tội phạm háo danh khai rằng hắn tìm thấy khoái cảm khi giết người nên mới xuất tinh. Nỗi ám ảnh bao trùm vùng Wichita tưởng như đã lắng xuống, nhưng 30 năm kể từ tội ác đầu tiên, sát nhân BTK lại tái xuất. Khoảng năm 2004 đến 2005, tên giết người hám danh đã gửi nhiều bức thư và hình ảnh liên quan đến các vụ án và nạn nhân tới giới truyền thông và cảnh sát. Trong một chiếc đĩa được hung thủ gửi tới, cảnh sát đã tìm thấy một file đã bị xóa. Sau khi phục hồi, cảnh sát phát hiện người xóa tài liệu có tên là Dennis, thuộc nhà thờ của giáo hội Christ Lutheran trong vùng. Thế là sát thủ BTK đã tự vạch mặt mình. Tên ác nhân may mắn không bị tử hình vì tất cả các vụ án hắn gây ra đều trước năm 1994 khi án tử hình được tái lập ở Kansas. Nhưng Dennis Rader vẫn phải lãnh 10 bản án chung thân tại nhà tù Kansas.